Như quý vị đã biết, quận 7 được mệnh danh là nơi an cư đáng sống nhất với rất nhiều người. Và điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì quận 7 được đầu tư quy hoạch bài bản với rất nhiều mảng xanh, hàng trăm nhà hàng dịch vụ đẳng cấp, đơn cử như là khu đô thị hiện đại Phú Mỹ Hưng. Bao quanh là những con sông, vậy nên không khí tại quận 7 được thanh lọc thường xuyên, thoáng đãng, mát mẻ. Và cũng vì được quy hoạch khoa học, vậy nên cơ sở hạ tầng và đường xá tại quận 7 thông thoáng, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố và quận 2. Mà như quý vị đã biết, quận 2 có một sự phát triển ấn tượng trong thời gian gần đây. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một khu căn hộ rất đặc trưng tại quận 7, đó là Luxury Home. Từ trung tâm quận 1, phố đi bộ Nguyễn Huệ, xuyên qua các tuyến đường huyết mạch cặp sông Sài Gòn là Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát, cầu Phú Mỹ sẽ kết nối được với quận 7 chỉ trong vòng khoảng 10 phút di chuyển bằng xe máy hoặc xe ô tô. Quý vị có thể dễ dàng nhận ra đây là cầu Phú Mỹ, cầu dây văng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối một đầu là quận 7, phía bên kia là quận 2 và quận 9. Với 6 làn xe, cầu Phú Mỹ là một tuyến giao thông quan trọng, hiệu quả kết nối những khu vực lân cận. Và từ vị trí này chúng ta mất chưa tới 5 phút để đến với căn hộ Luxury Home thuộc khu đô thị cao cấp Zamuna City của Sacombrew. Nằm trong dự án khu đô thị cao cấp Zamuna City nên Luxury Home được hưởng tất cả các dịch vụ sống, thư giãn hoàn thiện chuẩn 4 sao như hồ bơi tràn bờ, phòng tập gym, trung tâm thương mại mua sắm, khu ăn uống, quán cà phê, trường học quốc tế, khu vui chơi trẻ em, v.v. Diện tích căn hộ từ 64 đến 72 m2, Luxury Home gồm các căn góc và view đẹp, giúp mở rộng tầm nhìn đón nắng gió tự nhiên. Với giá bán chỉ từ 1,4 tỷ đồng một căn 2 phòng ngủ, phù hợp tài chính với các gia đình trẻ, nhân viên văn phòng. Hiện nay công trình đang được đẩy nhanh tiến độ và khi khách hàng tham quan căn hộ mẫu Luxury Home có thể tận mắt chứng kiến công trình đang thi công ở kế bên. Căn hộ Luxury Home không chỉ đặc biệt bởi giá bán cạnh tranh, phương thức thanh toán linh hoạt và nhiều dịch vụ cao cấp, mà ở bên trong Luxury Home còn có một tiện ích rất phù hợp với những gia đình trẻ. Đó chính là hệ thống Smart Home mà ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Phong cách thiết kế hiện đại, đơn giản, hợp lý về màu sắc cũng như cách bài trí tạo nên một không gian sống ấm cúng, tiện dụng, rộng rãi, năng động nhưng lại rất riêng tư, tùy theo chức năng. Căn hộ hiện đại được xây dựng trong không gian thiên nhiên rộng lớn với 7.500 m2 hồ Thiên Nga, công viên xanh ngát dọc bờ sông. Đây chính là giá trị cốt lõi mang lại cho cư dân trẻ chỉ có ở căn hộ Luxury Home. Đặc biệt, khách hàng khi sở hữu căn hộ Luxury Home còn được tặng gói nội thất thông minh sẽ giúp cư dân trẻ cảm thấy cuộc sống thoải mái và tiện nghi hơn. Và để hiểu rõ hơn về Smart Home và những tiện ích của căn hộ Luxury Home, chúng ta cùng gặp gỡ với anh Nguyễn Tiến Dũng, là trưởng phòng quản lý kiến trúc Sacombrew. Đối với hệ thống Smart Home trong căn hộ Luxury Home, chúng ta có thể hiểu đơn giản là gì? Đối với căn hộ Luxury Home này, Smart Home là một cái hệ thống điều khiển. Thì khi mà mình sử dụng cái hệ thống điều khiển thông minh này thì mình có thể là điều khiển được tất cả các hệ thống đèn và một số thiết bị trong căn hộ, ví dụ máy lạnh, tivi, thậm chí tủ lạnh, vân vân, ở trên chỗ smartphone hoặc là trên chỗ máy iPad, thiết bị thông minh của mình. Khi mà mình sử dụng cái hệ thống này thì mình có thể điều khiển được tất cả các hệ thống đó, cho dù mình ngồi ở đâu, miễn là có cái hệ thống wifi của mình. Thì cái việc sử dụng hệ thống Smart Home cho căn hộ về tòa nhà thì ngày nay nó cũng không có gì xa lạ nữa. Khi mình sử dụng cái đó thì mình chủ động được, mình có thể tắt mở mọi lúc mọi nơi, nó có thể tiết kiệm được năng lượng cho tòa nhà. Theo anh Dũng, thiết kế tổng thể của căn hộ Luxury Home sẽ mang lại tiện ích nào nổi bật cho khách hàng? Về cái đặc điểm nổi bật của cái căn hộ này ấy, là kiến trúc sư thiết kế, người ta thiết kế tạo ra một cái không gian thông thoáng,
và linh hoạt cho căn hộ. Thì tất cả các không gian trong chỗ căn hộ này á, kể cả không gian phòng ăn, phòng bếp, phòng khách là đều có ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ master cũng có ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ em bé cũng có ánh sáng tự nhiên. Và kể cả vệ sinh cũng có ánh sáng tự nhiên luôn. Thì cái việc đó nó mang lại là căn hộ lúc nào cũng tràn đầy ánh sáng, rồi thông thoáng. Khi gia chủ ở trong căn hộ này thì sức khỏe được đảm bảo hơn. Và một điểm Mạnh Tùng rất dễ nhận thấy ở căn hộ Luxury Home đó là khả năng cá tính hóa không gian sống. Bởi vì mỗi không gian và phòng chức năng của Luxury Home đều được thiết kế tổng thể rõ nét và khá là riêng biệt. Để gia tăng cơ hội, Sacombrio hiện đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn. Khách hàng vay chủ đầu tư trả lãi, mua nhà trúng xe, đặc biệt phương thức thanh toán rất linh hoạt, chỉ 1% mỗi tháng, giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn tài chính hiệu quả hơn. Quý vị có thể dễ dàng sở hữu một căn hộ thông minh ngay tại trung tâm quận 7 với mức giá hấp dẫn chỉ 1,4 tỷ đồng. Ngay lúc này quý vị có thể liên hệ tới số hotline 0908 83 83 89 hoặc 0932 883 889. Ngoài ra quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website zamonacity.com.vn để biết thêm chi tiết.